Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và ngày hôm nay thì mình đang có đây chiếc MacBook Air 2017. Và đây là một cái con máy đã theo mình gần 4 năm rồi. Và video ngày hôm nay sẽ là cái video cuối cùng cái chiếc MacBook Air này nó được lên hình cùng với mình cũng như là cùng với các bạn. Tại vì mình sắp phải chia tay em nó để mà mình có thể tìm một cái sản phẩm nó tốt hơn và nó đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình sử dụng nhá. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đây sẽ là clip trải lòng về chiếc MacBook Air này sau 4 năm mà mình sử dụng. Rồi, đầu tiên á, thì nói về cái phần thiết kế thì cái chiếc MacBook Air 2017 của mình á, nó sở hữu thiết kế của những cái chiếc MacBook Air từ thời 2013 đến tận 2017, và Apple họ đã không thay đổi cái thiết kế này trong vòng 4 năm. Thì nếu so về thiết kế thì có lẽ là cái chiếc MacBook Air của mình á, nó đã lỗi thời đến tận là 8 năm rồi. Bên ngoài thì cái chiếc máy này nó sẽ sở hữu một cái bộ body bằng nhôm và sẽ có một cái kiểu vát chéo như thế này, và Apple họ đã sử dụng rất lâu trên cái dòng MacBook Air này. Và đến cái thời điểm năm 2017, khi mà những cái chiếc MacBook khác Apple họ đã dần chuyển sang cái kiểu thiết kế mới, vẫn dùng bằng nhôm nhưng mà họ đã bỏ đi những cái cổng kết nối. Ví dụ như ở đây chúng ta có cổng MagSafe nè, ở đây mình cũng có cổng USB-A, cổng 3.5, bên này thì có Thunderbolt 2, một cổng USB-A nữa và thẻ đọc SD. Thì với cái chiếc MacBook Air 2017 của mình á, khi mà mình mua thì mình nghĩ tất cả những cái cổng này nó sẽ phục vụ cho công việc của mình, khi mà Apple họ đã chuyển hẳn qua dùng cổng USB Type-C rồi từ đời MacBook Pro 2016. Và cái chiếc máy này á, một cái điểm nữa mà mình hài lòng với nó ở thời điểm mà mình mua đó là nó rất là nhẹ. Khi mà nó chỉ đạt khoảng đâu có 1,2kg thì mình đã có thể bỏ cái chiếc máy này trong cái túi của mình, và mình có thể đi làm rồi là đi học tất cả mọi thứ bằng một cái ba lô đeo chéo rất là gọn, và không cần phải mang đến những cái chiếc laptop nặng đến 1,5kg đến tận 2kg. Đó là cái điểm mạnh của những cái chiếc MacBook Air. Tuy nhiên thì cái điểm mạnh này cũng đã trở thành một cái điểm yếu của nó, khi mà cái chiếc MacBook Air của mình nó hoàn toàn không hề được trang bị một cái quạt nào cả. Chính vì vậy cái việc tản nhiệt của cái chiếc máy này nó đến từ tự nhiên, và cấu hình của nó thì cũng không thuộc dạng quá mạnh để mà Apple họ có thể trang bị cho cái chiếc MacBook Air của chúng ta một cái quạt để mà nó có thể tản nhiệt được cho cái chiếc máy này. Thì ở đây á, thì mình có một cái chiếc máy với cấu hình thực sự nó rất là cơ bản thôi, một con chip Core i5 với 8GB RAM và một bộ nhớ trong 128GB, và thời điểm mà mình mua nó ở năm 2017 là 20 triệu đồng đó cho một cái chiếc MacBook như thế này. Và trong cái thời điểm đó thì mình cũng thực hiện những cái công việc nó tương đối là nhẹ nhàng. Lúc đó thì mình còn là sinh viên và mình học công nghệ thông tin, thì cái phần code của mình nó cũng tương đối là nhẹ nhàng thôi, không có quá nặng về phần animation các thứ. Và sau đó thì mình chuyển sang mình làm content creator thì nó vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình. Nếu như mình chỉ sử dụng Word này, Excel để mà mình có thể soạn kịch bản, rồi là mình có thể truy cập vào để mình up bài, air bài cho những cái clip YouTube của Điện Thoại Vui, thì nó hoàn toàn đáp ứng được những cái tác vụ này của mình. Đến thời điểm hiện tại nó vẫn có thể đáp ứng được tất cả những cái tác vụ mà mình đưa ra. Tuy nhiên nếu như mình suy nghĩ tới một cái vấn đề lớn hơn là mình muốn edit một cái clip ở trên cái chiếc MacBook Air này thì hoàn toàn nó cực kỳ là chậm và nó cực kỳ lag, và nó thực sự nó không phù hợp với công việc cho những bạn nào mà chúng ta làm nhiều về hình ảnh, về clip, rồi là về hiệu ứng, thì cái chiếc MacBook Air của chúng ta nó sẽ không thể nào đáp ứng được cái công việc này. Một cái điểm nữa mà mình rất là thích ở trên cái chiếc MacBook Air này đó chính là thời điểm mình mua thì Apple họ đã chuyển những cái chiếc MacBook của họ sang dùng cái bàn phím Butterfly, và cái chiếc MacBook Air của chúng ta thì vẫn sử dụng cái bàn phím cắt kéo cũ. Và ở thời điểm hiện tại thì Apple họ lại sử dụng lại cái kiểu thiết kế của bàn phím này dành cho những cái chiếc MacBook của họ. Và thậm chí những cái cổng kết nối như mình đã kể trên với các bạn, thì với cái chiếc MacBook Pro 14 và 16 inch thì Apple họ đã mang lại cho chúng ta một vài những cái cổng kết nối mà nó đã trở thành huyền thoại ở trên những cái chiếc MacBook rồi. Đó chính là cái cổng MagSafe. MagSafe là một cái cổng mà mình thấy nó rất là tiện lợi, và mình rất hiểu tại sao Apple lại bỏ nó và sau đó lại quay trở lại. Khi mà chúng ta sạc một cái chiếc MacBook ở trên bàn và các bạn lỡ có vướng thì cái cổng MagSafe này nó sẽ tự động nó rơi ra và không có kéo theo cái chiếc MacBook của bạn. Đó là hai thứ mà Apple họ đã bỏ đi và họ đã sử dụng lại cái tính năng này ở trên những cái chiếc MacBook mới hơn của họ, là cổng MagSafe và bàn phím cắt kéo.
Nói về phần màn hình thì với cái chiếc MacBook Air của mình đó, nó có một cái màn hình là 13.3 inch. Tuy nhiên cái độ phân giải của nó thì nó chỉ dừng ở mức là khoảng HD thôi. Và thực sự thì nếu như mà chúng ta đã nhìn quen với những cái chiếc iPhone 11 Pro, 11 Pro Max hay thậm chí là hiện tại mình đang sử dụng một con iPhone 12 Pro Max, mình đã dùng quen với những cái thiết bị này rồi và tất cả những cái sản phẩm mà mình review á, thì ở thời điểm hiện tại nó đều có cái màn hình OLED trở lên, trừ những cái chiếc iPad thôi. Và iPad thực sự nếu nó không có được độ phân giải 2K 4K những cái chiếc MacBook Air, nhưng nó vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình và thực sự màn hình nó cũng đẹp hơn rất nhiều so với cái chiếc MacBook Air của mình ở thời điểm hiện tại. Và khi mà mình dùng với cái màn hình này thì thực sự mình chẳng thể nào chấp nhận được cái chất lượng của nó theo cách mà mình đã nhìn với những cái chiếc điện thoại khác. Và ở phần mặt trong á, thì các bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra chúng ta có một cái touchpad tương đối là khiêm tốn so với những cái đời máy sau này của Apple. Và chúng ta cũng có một cái kiểu thiết kế, đó chính là viền cực kỳ là dày, đến tận năm 2017 rồi viền vẫn dày và màn hình thì cũng không có được tốt cho lắm. Nhưng một cái điểm mà đến thời điểm hiện tại mình vẫn rất là hài lòng với cái chiếc MacBook Air của mình, đó chính là cái thời lượng pin của nó. Mặc dù là mình đã xài qua khoảng 4 năm sử dụng và cái cycle cao trong máy của mình ở thì khoảng là gần 500 lần, khoảng 500 lần thì nó vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình trong một ngày mình làm việc ở tại văn phòng và mình có giải trí một tí với những cái mức sử dụng, ví dụ như là màn hình đèn bàn phím khoảng 50%, đó thì mình hoàn toàn có thể sử dụng trong vòng một ngày. Và những cái điểm huyền thoại của cái chiếc MacBook Air này tới thời điểm hiện tại và mọi người nhìn vào là biết ngay các bạn dùng một cái sản phẩm của Apple, để chính là nhờ logo quả táo phát sáng và cái trọng lượng nhẹ của nó đã làm nên cái thương hiệu của những cái chiếc MacBook Air của chúng ta. Và ở cái thời điểm năm 2020 khi mà Apple họ tung ra một cái chiếc MacBook Air M1 thì mình đã có một cái nhìn khác hơn về cái dòng MacBook này. Rõ ràng Apple họ có thể làm cho cái chiếc MacBook Air của chúng ta vẫn nhẹ, pin vẫn trâu, nhưng cấu hình vẫn thực sự mạnh với con chiếc M1. Và thực sự thì tới lúc đó khi mà mình xem cái sự kiện đó được diễn ra của Apple thì mình nghĩ là đã đến lúc mình phải cho cái chiếc MacBook Air 2017 của mình nó về hưu rồi. Nhưng mà ở thời điểm đó thì mình vẫn chưa tìm được một cái thiết bị nào nó phù hợp với bản thân mình, cho nên mình vẫn quyết định là giữ tiếp cái chiếc MacBook này để sử dụng tới thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì đã đến lúc mà mình phải chia tay nó. Thì ở đây các bạn có thể thấy ngoài cái chiếc MacBook Air của mình ra thì mình vẫn còn giữ lại hầu hết tất cả những cái phụ kiện của cái chiếc máy này, bao gồm cả hộp nè, rồi là cả có cả một cái dây nối dài. Đây là thứ mà các bạn bây giờ các bạn không thể tìm được ở bất kỳ một cái sản phẩm nào của Apple, một cái dây nối dài như thế này. Và kèm vào đó là một cái cục sạc zin. Nó mặc dù nó sẽ cũ theo thời gian nhưng mà nó vẫn là sạc zin nha các bạn. Và cái việc dây nối dài này thì nó sẽ kết nối với cái đầu cắm điện như thế này để mà các bạn có thể kéo dài và các bạn có thể sạc cái chiếc MacBook của các bạn ở tại bất kỳ một cái vị trí nào mà các bạn mong muốn. Đó là những cái trải nghiệm của mình về cái chiếc MacBook Air sau trong vòng 4 năm khi mà mình sử dụng cái chiếc máy này. Và ở thời điểm hiện tại thì video ngày hôm nay mình sẽ ngoài cái việc review thì mình sẽ đóng hộp lại cái chiếc máy này luôn, tại vì mình sắp bán nó rồi, mình sắp phải chia tay cho nó rồi, cho nên là mình sẽ đóng hộp lại và sau đó mình sẽ bán cái chiếc MacBook đã theo mình khoảng 4 năm này để mà mình nâng cấp lên một cái sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của mình sử dụng hơn. Mình chưa biết là mình sẽ nâng cấp lên M1 hay là mình sẽ chuyển sang dùng iPad Pro để có một cái trải nghiệm khác. Nhưng mà nếu như mà mình mua cái sản phẩm nào thì mình chắc chắn sẽ làm một cái bài review trên kênh Điện Thoại Vui dành cho các bạn, để các bạn có thể biết được là với công việc của mình thì sử dụng máy nào sẽ phù hợp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok, bây giờ mình sẽ đóng hộp lại nó và mình sẽ đem tới cho chủ mới của nó. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.